ảnh nhá. Cái này tay anh lấy hoa, đúng hoa, không được tay mồm. Quay quay cho mẹ rồi. Ai, ngẩng mặt lên. Kìa. Ủa hổ à? Nhìn đông đây. Đây này. Đây em ăn qua góc này. Cái này nhìn đông rồi. Không mình đấy, đấy thì làm sao bóng kín đúng không? Đấy chưa? Nó quay này. Đấy. Anh nhìn chưa? Đấy, có giống không? Giống y đúc. Đấy. Khổ lắm, em bảo anh rồi. Chính xác mà nếu lên lấy thế này là đúng rồi. Đúng rồi. Gió dậy đâu? Áo à? Gió này đang gió này. Phải cắt lên cái tóc. Mới cắt đi. Mới cắt đi. Cái tóc dày như kia mà dày dài nó nóng thôi. Mẹ nó thích để lôi tóc dài. Gà đâu? Gà bắt đâu? Gà bắt cả túng cổ thôi. Cần cho thêm cái mặt với cái chân không? Không cần. Nó quay kiểu gì mà chẳng thế. Ông Khánh ông ấy chụp ngược sáng.